Loạt sao nam nhiều vợ trong Vbiz, người có tới 12 phụ nữ đi qua cuộc đời. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ và showbiz cũng vậy. Có chăng sự khác biệt là vì họ nổi tiếng, họ được nhiều người biết tới và hơn cả, mọi nhất cử nhất động của họ đều nhận về sự quan tâm đặc biệt. Không chỉ sự nghiệp, đời tư của nghệ sĩ thậm chí còn được quan tâm nhiều hơn. Nói đến các đấng mày râu nhiều vợ trong showbiz Việt, thật khó để bỏ qua những cái tên sau đây. Nhắc đến những ngôi sao nhiều vợ trong showbiz Việt, thật khó để bỏ qua cái tên Thương Tín. Mặc dù hiện tại sao nam đang vướng những ồn ào nhưng không thể phủ nhận quá khứ đào hoa của Thương Tín. Thời còn được biết đến là tài tử có tiếng bởi vẻ ngoài điển trai lịch lãm cùng thói quen tiêu tiền không tiếc. Nam nghệ sĩ từng tiết lộ mỗi phim ông chỉ nhận được một chỉ vàng nhưng xài một đêm có khi hết vài ba cây vàng là chuyện bình thường. Sở dĩ Thương Tín sống phóng khoáng như vậy là vì có một nữ đại gia bên cạnh. Ông từng thừa nhận tất cả những thú vui của tầng lớp thượng lưu ngày ấy ông đều đã trải nghiệm đủ cả. Trong cuốn hồi ký Thương Tín một đời rông bão, Thương Tín đã nhắc đến người vợ đầu tiên Thủy Tiên và rất nhiều những mối tình đi qua cuộc đời mình. Thậm chí đại nhất mỹ nhân một thời Thẩm Thúy Hằng hay nữ hoàng ảnh lịch Diễm My cũng từng có quan hệ tình cảm với nghệ sĩ. Thương Tín tổng cộng có tới 12 người phụ nữ đi qua cuộc đời. Trong đó thì có 4 người được cho từng là vợ của ông. Người vợ thứ tư là vợ hiện tại kém sao nam hàng chục tuổi. Cả hai hiện có với nhau một cô con gái chung nhưng họ không ở cùng nhau vì những trục trặc trong cuộc sống tiền bạc. Kim Tử Long cũng được đến là một sao nam nhiều vợ trong showbiz Việt. Nghệ sĩ ưu tú từng lên xe hoa với người vợ đầu và có với nhau một người con chung tên là Hoàng Kim Phụng, Mai Ca. Sau khi có con thì nghệ sĩ Kim Tử Long bị cuốn vào công việc, vì vậy thì vợ chồng anh không có nhiều thời gian cho nhau, từ đó xảy nên những mâu thuẫn trong hôn nhân. Cuối cùng họ đã đi đến quyết định ly hôn sau 4 năm chung sống. Hậu ly hôn thì người vợ đầu của Kim Tử Long chuyển sang định cư ở nước ngoài, con gái ở lại theo đuổi nghệ thuật giống sao nam. Kim Tử Long sau đó gặp gỡ người vợ thứ hai, diễn viên Cẩm Tú, em gái danh thủ Hồng Sơn. Cả hai yêu nhau 4 năm rồi mới tổ chức đám cưới vào năm 1998. Họ có chung 2 con gái trước khi ly hôn. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Kim Tử Long đã tiến đến kết hôn với nghệ sĩ Trinh Trinh, cháu ruột của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng. Dù ít hơn chồng 11 tuổi nhưng Trinh Trinh lại rất chín chắn và có sự bao dung. Nhiều năm chung sống, cả hai hạnh phúc khi có thêm 2 con chung. Ở khu vực phía Bắc, nhắc đến sao nam nhiều vợ không thể bỏ qua nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Người vợ đầu tiên của Công Lý công tác tại đài truyền hình. Họ ly hôn vì bất đồng quan điểm, khó hòa hợp trong cuộc sống. Cả hai có với nhau một cô con gái. Và năm 2004 thì Công Lý kết hôn lần hai với MC Thảo Vân. Họ có với nhau một cậu con trai tên thân mật là Tít. Những tưởng đây sẽ là bến đỗ cuối cùng của nam nghệ sĩ, nhưng chung sống được một thời gian, cụ thể là 6 năm, thì họ đã quyết định đường ai nấy đi. Dù ly hôn nhưng Công Lý và Thảo Vân khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách cư xử văn minh, vẫn là bạn thân thiết. Sau 2 lần đổ vỡ thì nam nghệ sĩ tiếp tục kết hôn lần 3 với bạn gái tên Ngọc Hà, kém anh 15 tuổi và hiện đang công tác tại một tờ báo điện tử ở Hà Nội. Hiện tại thì Ngọc Hà và MC Thảo Vân cũng có một quan hệ vô cùng tốt đẹp với nhau, giống như với nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Bên cạnh Công Lý thì danh hài Chiến Thắng cũng từng gây xôn xao cõi mạng bởi những lần cưới vợ của mình. Sau nam có tới 3 đời vợ và kết hôn 4 lần. Sau khi chia tay người vợ đầu tiên vào năm 1994, Chiến Thắng nên duyên với vợ thứ hai là bạn học cùng trường. Đến năm 2015, Chiến Thắng cho biết cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Năm 2016 thì Chiến Thắng thông báo kết hôn với bạn gái tên Ngọc Ánh. Tuy nhiên thì nam nghệ sĩ cưới vợ hụt vì phát hiện cô gái này lừa dối đã có chồng và con. Đầu năm 2017 thì anh lần nữa tái hôn với bà xã kém 15 tuổi tên Thu Ngọc. Không lâu sau khi cưới vợ ba, khán giả xôn xao trước thông tin danh hài Chiến Thắng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Công chúng càng bất ngờ hơn khi rất nhanh sau đó thì cặp đôi quyết định quay lại với nhau với lý do là vẫn còn tình cảm. Diễn viên Tùng Dương thường gây chú ý với những vai diễn phản diện trên màn ảnh. Ngoài đời thì anh tiếp tục gây xôn xao khi là nghệ sĩ có nhiều vợ trong showbiz. Ngay khi ra trường, Tùng Dương đã cưới vợ, họ có với nhau một cô con gái. Sau đó thì anh ly hôn người vợ đầu tiên sau một thời gian ngắn. Người vợ thứ hai của anh là diễn viên Hoa Thúy. Khi ấy thì Hoa Thúy 18 tuổi, còn Tùng Dương đã gần 30. Khi Tùng Dương và Hoa Thúy có con với nhau, thủ tục ly dị với cuộc hôn nhân đầu tiên của anh mới bắt đầu được hoàn tất. Sau 7 năm chung sống thì Tùng Dương và Hoa Thúy đường ai nấy đi. Chia tay Hoa Thúy thì Tùng Dương như mất mọi thứ. Những tháng ngày đen tối đó đã đưa anh đến với người vợ thứ ba, một người làm kinh doanh. Cuộc hôn nhân thứ ba này bắt đầu khi anh đã 38 tuổi, còn cô mới ngoài đôi 10. Người con gái kém anh 10 tuổi đã chủ động bày tỏ tình cảm và muốn ở bên cạnh anh mà không màng tới một đám cưới. Nhưng sau đó vì không muốn người phụ nữ của mình thiệt thòi thì Tùng Dương đã làm đám cưới với cô sau hơn 1 năm tìm hiểu. Hiện tại thì cả hai sống hạnh phúc bên nhau và có chung với nhau 2 cô con gái xinh xắn. Bạn có biết tới sao nam Vbiz nào trải qua nhiều cuộc hôn nhân không? Hãy để lại bình luận của mình để Ibiz ở bên nhà.